tháng 7 này. Một chương trình hoàn toàn mới sẽ xuất hiện trên các nền tảng số của VTV, nơi tôn vinh những câu chuyện truyền cảm hứng, quy tụ những nhân vật là biểu tượng của khát vọng thịnh vượng lan tỏa khắp Việt Nam. Ai cũng có thể trở thành những cái người hùng nếu chúng ta thực sự có tâm và chúng ta thực sự nỗ lực hành động. Hãy dám ước mơ và tin vào giấc mơ của mọi người. Khát vọng Việt Nam lúc 21 giờ thứ 3, 5, 7 hàng tuần, bắt đầu từ ngày 3 tháng 7 trên fanpage VTV24 và ứng dụng VTV Go.